Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng cường xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thúc đẩy bà con nông dân chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường bằng các hoạt động sản xuất trực tiếp trên đồng ruộng ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 24 tháng 3 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.